Nếu như anh em đang muốn đi mua một chiếc xe mới tinh nhưng giá lại chỉ bằng một chiếc xe cũ và anh em không muốn vất đi 10 hay 15 triệu đồng khi đi mua xe thì anh em không thể bỏ qua video này nha. Hôm nay mình sẽ về một No Rider mới 100% và giá cực kỳ êm, bao giá cho anh em trong toàn miền Bắc luôn. Chỉ với cái mức giá tầm khoảng 41 triệu anh em đã sở hữu được một chiếc Rider mới 100% nha anh em. Bao xuất hóa đơn VAT cho anh em. Và đây là xe mới thì không có gì để tả cả. Anh em chỉ việc xuống tiền mà chốt thôi. Thật sự là chưa bao giờ giá xe Rider lại rẻ như một chiếc xe Funnel hay rẻ như một chiếc xe Vision như vậy. Đây là thời điểm quá tốt để anh em có thể chọn lựa một chiếc xe côn tay cỡ nhỏ để cho anh em chạy nha. Rider mới 100% với cái mức giá đang bán tại các đại lý, anh em có thể biết là đang nằm ở cái tầm giá khoảng 53 cho đến 55 triệu tùy theo đại lý. Và đây là No Rider mới 100% sản xuất đếp mới nhất nha anh em. Và xe này thì mình sẽ bảo hành cho anh em là xe mới, giao giấy hải quan cho anh em có thể đem giấy hải quan về đi đăng ký bấm biển mới hoàn toàn bình thường nha anh em. Và xe này mình sẽ bao xuất hóa đơn VAT cho anh em mua thì mình sẽ xuất hóa đơn VAT vào tên của anh em cho anh em không phải lo một cái gì nhá. Và xe này thì mình chỉ có khẳng định là đây là xe mới 100% và là mẫu đến mới nhất bây giờ rồi thì anh em hoàn toàn yên tâm nha, anh em không phải lo lắng một cái gì cả. Không phải bảo là sao xe này tại sao nó lại rẻ hơn ở ngoài đại lý 10 triệu cho đến 15 triệu là như thế nào. Và mình sẽ chỉ bán lại cho anh em một cái mức giá tầm 41 triệu bao xuất hóa đơn cho anh em. Nhắc lại cho anh em, chỉ với 41 triệu mà thôi nha anh em. Rất là mềm luôn. Và ngoài những chiếc xe ở đây thì bên cửa hàng mình đang cũng bổ sung rất là nhiều Rider mới 100% và cả Sachia mới 100% nữa nha anh em. Cho nên anh em cứ qua cửa hàng, lúc nào cũng sẽ có sẵn xe để anh em có thể lựa chọn nha. Và ngoài ra ở bên cửa hàng mình thì còn rất là nhiều các loại xe tay ga SH hoặc là các loại xe tay ga lướt và côn tay, Exciter hay là Winner các thứ, bên cửa hàng mình còn rất là nhiều nha anh em. Rất mong gặp lại anh em vào một ngày gần nhất. Cảm ơn anh em rất là nhiều.